Con ơi, con cầm tiền mẹ con mua thuốc cho mẹ nhá, mua đồ ăn cho mẹ nhá. Dạ vâng, mẹ đỡ con tí. Anh ơi, bán cho em một gói cháo bò với ạ. Cháo bò của em đây, cháo bò 10.000 em ơi. Ừ, anh xin, cháo của em đây. Em xin ạ. Còn 2.000, làm sao đủ tiền mua thuốc cho mẹ đây? Ô, thế mẹ em đang bị bệnh hả em? Dạ vâng ạ, mẹ bảo em là đi mua thuốc hay là mua cháo. Em mua cháo thì hết tiền rồi ạ, không còn tiền để mua thuốc nữa. Vậy hả em? Thế thôi, gói cháo anh coi như anh cho mẹ em. Tiền cháo của lấy đây là anh giải em. Thật hả anh? Em xin, em cảm ơn ạ. Vậy là mẹ đã có thuốc để uống rồi. Con ơi, con dậy đi. Sáng rồi, dậy đi, đi nhặt ve chai xem này mua cái tiền mua thuốc cho mẹ nha con nhá. Vâng. Tùng này chắc đủ mua thuốc cho mẹ rồi, thôi đi bán thôi. Anh ơi, cho em bán mấy đống ve chai. Tất cả của em đây rồi chứ gì, để anh xem nào. Con này trông ngu ngu, chắc gì đã biết. Mình tính đâu, bằng một nửa tiền thôi còn lâu nó mới biết. Ê em ơi, cái chỗ này anh mua tất cả chỗ này của em chỉ được 1.000 thôi. Chỗ này của em toàn cái phế liệu không có đáng giá đâu. Tùng này không đủ mua thuốc cho mẹ rồi. Qua bà lên đài cho tôi 1.000. Bà Lan xin à? Ừ, cho bà tiền này. Cháu nha. Cho bà nhá. Cháu hoàng ha. Trên đời này có nhiều người tốt quá. Sao tôi như bọn mình nói thế nhỉ? Chả kiếm ra được đồng tiền nào để mua đồ ăn mới được. Ơ, hình như ở kia có bán xin cháu ấy, mình phải ra mới được. Cháu có tiền đây cho bà xin một đồng. Tiền tiết gì chẳng này? Con tiền là tiền của bà mà. Lắm bổ. Giả ba đó. Tự nhiên này có 20. Thôi đi mua đồ ăn.